Hello, chào anh em nha. Hàng mới về, nói chung là em mua liên tục mua liên tục phục vụ anh em, đây đồ tồn về một đống rồi nè, linh tinh không à. Lụng dụng của Kim Thái nè, 99 nè, màu xanh, trời ơi màu xanh cái này mâm lô nha anh em, cho nên là nó tùm lum hết nha anh em. Đồ tồn Kim Thái nè, ảnh thằng 97, cái gì trời. Ồ, mấy cái đầu màu nho nè anh em, đầu màu nho nè, nói chung là nhiều lắm. Anh em cần cái gì hú cái dè màu đen, dè tồn, nói chung này đồ Kim Thái không nghe anh em, ốp dai tồn nè, hai cái ốp dai Kim Thái tồn nè, đầu nhiều lắm, đầu với ốp dai nhiều, có đồ quay 110 nó về được, cặp nắp nhanh tồn, trời ơi cái nắp học bình của thằng nào vậy trời, này sao giống như kim lùng quá vậy ta, lùng kim cao cũng biết, để hoàng bên đi. Ôi trời, cái này 96 ông nội ơi, cái này của thằng 96 của thằng nào anh em, kim lùng hay là gì anh em, 730 này chắc kim lùng quá, kim lùng rồi nè, kim cao nè anh em, học đồ nghề kim cao tồn nè, nẹp này nẹp niêu, nói chung là này ôm lô nha anh em, nó có tùm lum đổ chân á, đế ba càng đó, tè le hết trơn anh em ơi. Bây giờ mình lên với anh em một số phụ tùng Kim Thái quay 110 Thái, trong đó có đồ tồn, đồ theo xe, rồi đồ tùm lum hết trơn á. Rồi bữa nay về được hai món đặc biệt, nam về được hai củ đề, thì hai củ đề này là hai củ đề dạng đặc biệt, hàng nội địa ở bên Thái Lan, tại vì em ôm lô đồ tồn mình nó có trong cái lô đồ tồn này, tại vì em ôm là trong lô đồ tồn này có được một cái bộ cạc te Kim Thái tồn đáp 2000, 99 2000 nha. Nè, bộ cạc te Kim Thái tồn 2000, chung là được bộ này với hai củ đề này là giá trị. Một cái củ đề này nè anh em, củ đề này nè, y chang như quay Thái 110 mình luôn, nhưng mà hàng nội địa bên Thái Lan nha anh em. Củ đề này á, là trên cái mã này á, đây nè, chữ toàn là sao qua đi khạp không anh em đọc đi, nhưng mà nó để trên đây nè, là cái mã của nó là GB4 anh em, GB4 là nó để của Dream 100. Thì em nghĩ cái hàng này là hàng của nội địa ở bên Thái Lan á, hàng nội địa bên Thái Lan á nè, đích dài y chang như quay Thái 110 mình luôn, không khác cái gì hết, mới chưa xài luôn anh em. Củ này em thấy bển nó giá bán của nó là nó để là tới 1.000.000 lần á nghe anh em, gần 1.500.000 một củ lần á, gần 1.500.000 một củ lần á, tại cái này là em ôm lô thì em tự cân đối, em tự bán chứ không có phụ thuộc vô ai hết trơn á, không phải phụ thuộc vô giá mua giá gì hết trơn á đó, mới 100% chưa xài. Củ này anh em nào lấy mình chia lại cho anh em giá là 1.000.000 1.100.000 đó, mà mình thấy cái hình thức bên ngoài á y chang như củ đề quay Thái 110 hàng niêu, không khác gì chứ, mà củ đề hàng niêu bữa nay hình như giá nó gần 2.000.000 rồi, y chang luôn, nhưng mà mã nó mã GB4 là mã của nó để đờ ghi 100 nè anh em, nè đờ ghi 100 nè đó. Chữ gì bên bển mình không biết đó. Cái này anh chị em về gắn lên xài nha, gắn lên, gắn cọng dây củ đề vô xài, mới chưa xài luôn, củ đề nội địa Thái Lan nè, nội địa bến, hàng này hàng nội địa bến anh em ơi, 1.000.000 1.100.000 rồi. Một củ, cái củ thứ hai này nó giống hịch Alpha Lóc Đen luôn, cũng vậy luôn, nhưng mà củ này cái mã của nó là nó để là cũng GB4 luôn, 7 thằng này 701 31208, thằng này cũng 31208 luôn, y chang luôn, thằng này thì nó lại nhưng mà cái mã dưới này là mã khác nè, mã dưới này mã khác anh em thấy không, B361SS3, còn này nó để là B3SS10 đó, nó khác nhau, hàng nội địa bánh anh em, hàng nội địa bánh, thằng này nó để là quay 100S nè, thì em nghĩ cái mã nó là quay 100 Thái bánh anh em, hàng quay 100 Thái bánh đó, đó cũ nè, y chang Alpha Lóc Đen mình luôn anh em ơi, nhưng mà hàng nội địa Thái Lan, cái này là dấu tay của em nghe anh em, chứ si nó sáng dữ lắm, thì củ này cũng là hàng nội địa ở bển nè, củ này anh em nào lấy chia anh em giá 1.000.000, mình bao đề mạnh cho anh em nghe, tại vì mình từng xài rồi,
mình đang xài trên con xe này nè, nó đề mạnh và im hơn cả quay 110 mình nữa nè, nó đề mạnh và im hơn cả quay Thái 110 mình nữa anh em. Tại vì đít của nó cũng là đít dài y chang như quay Thái luôn, không khác gì hết trơn á. Đít là đít dài luôn nè anh em coi nè, thấy không, y chang luôn. Ừ, quay 100 Thái hàng nội địa Thái Lan nó bán 1 triệu mấy á, bảnh á đó. Cũ này anh em nào lấy mình chia anh em giá 1 triệu, đề cực im nha, mình bao anh em luôn, cũ này đề rất là im đó. Rồi được 2 cũ, hàng độc lạ cho anh em mình chơi. Tiếp theo nữa là bộ cạc te ghim Thái, hàng tồn kho full túi nha, full túi 40520GN5 gạch Z900ZA, đắt chứ hai đắt 2000, hàng full túi 40510GN5 đó, 20 tồn chưa xài. Này là sơn zin của nhà máy mới khui cái túi nằm trong cái giấy dầu vậy nè. Cái này thì giá nó hơi phê chút nha anh em, nhưng mà anh em chơi này thì nó xứng đáng. Anh em chơi chuẩn chỉ thì cái nước sơn này thì kiếm không có đó. Anh em dọn xe căng ghim Thái thì liên hệ em, 99 2000 vô là ok, chuẩn chỉ luôn. Đúng là cái bạc của người ta thiệt đẳng cấp, bạc hồi xưa anh em. Bộ này mắc lắm nha anh em, không có rẻ nha. Bộ này mình bán cho anh em giá 6 triệu rưỡi, 7 triệu lộn anh em ơi, 7 triệu, 6 triệu rưỡi là thua à. Cạc te ghim Thái tồn 7 triệu, anh em có xài liên hệ em nha. 7 củ khoai sưu tầm. Tiếp theo nữa là một cặp niền quay Thái 110 đời 2000 tháo xe siêu cọp đẹp như tồn luôn, và một bộ câm. Câm thì em sẽ lấy câm sao nè, câm sao tồn chưa, câm sao này, câm sao tồn tháo bánh nè, câm sao tồn tháo bánh nè, và một cái bộ câm trước tồn tháo bánh nè. Đó là đủ một bộ cho anh em đó, đủ bộ cho anh em vô cặp niền này. Đi với cặp niền này phải bộ câm này nó mới vừa. Cặp niền 2000 thắng đĩa tồn trùng 3 mã, ý theo xe trùng 3 mã, mã đẹp như tồn luôn. Cặp niền này bán 4 triệu. Nè, trùng 3 mã luôn, cực VIP HQ luôn nha anh em. Siam Goshi 17x1.4.4 HQW. Siam Goshi 17x1.2.4 HQW. Trùng 3 mã luôn, đúng đời 2000. Siêu cọp nha. Niền theo xe mà cỡ này bây giờ đếm nó thẳng cho em là không có, chứ nó đừng nó đếm trên đầu ngón tay gì hết trơn. Nó thẳng luôn là không có. Cực kỳ ít nha anh em. Cặp niền này bán 4 triệu. Nói chung mình bán cặp niền này 4 triệu mình thấy không mắc anh em, nó xứng đáng chứ không mắc. Niền cỡ này thì anh em khỏi lo cái chuyện mục lũng ha. Nè anh em coi nè. Xi nó còn hơn là niền tồn, nó một cái gì bóng ngáo luôn. Cặp niền này đúng 4 triệu mình mới bán nha. Tại mình mua căng, mình thích đồ đẹp chứ lắm. Có đồ đẹp là mình mua bán cho anh em chơi à. Đó, anh em có chơi thì liên hệ mình. Cặp niền này mình bán 4 triệu. Một cái bánh trước nha, còn cái bánh sau nè, bánh sau nè, 0.4.4 HQW nè, chân dòi nằm ngược lại nào, thấy không? Cặp niền này mình nói với anh em nó đẹp như tồn mà, niền theo xe mà đẹp như tồn, 4 triệu, không có mắc đâu. Anh em thà đau là đau một lần rồi thôi, đau cỡ này luôn nè mới xứng đáng. Còn cái kiểu như mà anh em đau lai gai, đau dài dài lần chút rồi nó mệt hơn nữa đó, mới xứng đáng anh em. Kiếm một miếng gì, một miếng gom cũng không có nữa. Cặp này 4 triệu nha, còn bộ câm này là 3 triệu nha anh em. Câm này là mình tiễn cực kỳ lâu mới có được một bộ như vậy. Câm nè, câm quay Thái 110 tồn kho này là bộ câm sau hàng tồn gã bánh, mình gã mình chừa lâu lắm rồi đó. Chừa lâu lắm rồi một bộ mà nó đẹp như vậy. Tại vì mình lựa làm sao mà cái bộ câm là nó phải tẹp như vậy, câm trước nó phải đẹp như vậy, không có đen, không có đốm một cây như vậy nè,
anh em thấy không, không có đen không có đốm một cây. Cái bánh này là bánh đĩa 201 nha anh em, là 10 ngày 14 tháng 7 năm 2001 44 nè. Nó bánh đĩa tồn chưa xài. Đây, miền 201 đây. Siam Goshi 17 × 1.2.4 GRW. Đó, thắng đĩa tồn chưa xài. Bộ câm này là 3 triệu nha, câm trước câm sau, khi anh em mua mình sẽ rã ra giao cho anh em, không đốm một cây nha anh em. Đó, trước sau là 3 triệu. Anh em vô cặp niền này nó mới hợp. Chứ cỡ trôi trôi vô niền này không có hợp đâu. Đó, anh em vô cặp niền này là hết bài luôn nha anh em. Đó. Thì anh em chơi nguyên cái combo này là 7 triệu. Đó. Tiếp theo nó là một cặp bánh. Cặp bánh này là cặp bánh ghim Thái đời 90. Mình không biết cái đời cổ lũ sĩ nào, nhưng mà hàng nào mà độc lạ mà whip là mình chơi hà. Đặc biệt những món hàng hiếm. Ghim Thái đời 90. Cặp bánh này là niền Thái Honda. Đây. Cặp niền này không á, mình hứa anh em luôn, cặp bánh này mình kêu cái giá này là bao rẻ. Riêng cái cặp niền này không là 3 triệu rưỡi rồi. Cặp niền này nè, cặp niền Thái Honda này nè. Thái Honda 1.4 17 × 1.4 TBI-M. Cái này là bánh sao. Bánh sao ghim Thái nha anh em. Sơn ghim. Sơn xi ghim không qua dặm tút. Câm thì nó xuống chì vậy nha. Tại vì câm này nè, anh em nhìn thấy mà như vậy, cái màu mà nó nè, anh em thấy nó vàng vàng như vậy là không phải bị sét nha anh em. Do nó dính đất đỏ anh em, vậy anh em chùi nha, chứ không có bị sét. Mình cam kết là bộ câm này không có sét nha. Nó dính đất đỏ thì vậy anh em phải chùi. Đó. Em thì em bán mộc nha. Đó, niền Thái ông đa. Niền này đời 90. 90 anh em. 0590. Niền Thái ông đa 0590. Niền bao quýt slip luôn, chưa rửa. Bao không một lũng, câm đùm niền zin theo xe hết. Cặp bánh này bán cho anh em giá có 3 triệu rưỡi à. Nói chung là mình mua rẻ thì mình bán rẻ thôi. Mình bán cặp niền này thôi là cũng đủ 3 triệu rưỡi rồi. Ghim Thái đời 90. Cặp niền này là đủ 3 triệu rưỡi rồi. Đúng không anh? Đúng rồi. Đúng không? À, đúng. Niền Ghim Thái từ đời 90 tới giờ mà nó không lũng mà nó đẹp như vậy, giờ kiếm đâu ra. 90 là lớn hơn tuổi của em đó đó. Lớn hơn à? Ừ. Là cái xe ra trước. Cái xe ra trước em. Tính là lấy gì hả vậy? Mình có tí nhất ấy, hai tí thôi. Hả? Nhớt đấy. Nhớt hả? Dạ. Nhớt xe tay ga hả gì? Xe gì được, tí chẳng mà tí nó chơi nữa. Lấy cái mình nhớt đem qua chảnh mượn nghe hiếu. Kim Thái anh em ơi, THM Mazda 11. Đùm sau có 4 lỗ là sơn kim nha. Còn cái lòng trong này nè anh em, cho phụ nữ người ta chạy ngày xưa người ta gà thắng đó, nhưng mà mình cam kết anh em ở đây mình có quá chất rửa gà cái này nè. Đó. Cặp bánh này bán anh em 3 triệu rưỡi, đùm trước là sơn ghim luôn nè, không có dặm tốt luôn nè. Đùm trước là sơn ghim luôn. Sơn bạc ghim Thái nó lì 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 anh em thấy không? Cầm trước nó cũng vậy, nó không có xét cây nào hết anh em. Nhưng mà cái dạng nó bị dính đất đỏ anh em, về phải ngâm nhớt, ngâm dầu anh em rửa ra. Nó không có xét một cây nào hết, nhưng mà nó bị đất đỏ nha. Nó bị đất đỏ. Niền trước cũng niền Thái Honda 1.2 17.2. Niền trùng mã nha anh em. Niền là trùng mã nha, 0590 đàng hoàng. Đó, 0590 trùng mã, bao không một lũng. Cặp niền này đủ 3 triệu rưỡi rồi anh em, thiệt. Đó, cặp niền này đủ 3 triệu rưỡi rồi. Đó. Chơi đi, cỡ này rồi đợi gì nữa. Ừ mà quên nói anh em nha, cặp bánh này không có cái má nha anh em, nó chỉ có cặp bánh gì thôi, mua sao bán vậy nha. Bao không lũng lưng bật nặng. Đó. Đó. Nay về đường cây bô, quay Thái 110. 2000 zin tới cổ luôn. Cây bô này mình bán cho anh em dưới giá 6 củ. Đem ra ngoài sáng quay đi. Như cây kiếm đồ long đao cây cổ. Nó cây thiệt chứ. Cây cổ trời ơi, trời cây cổ tới trên này luôn anh em. Chưa có miếng mòn là gì. Đúng đời 2000 cái cổ của chữ ca nè anh em. Thấy không? Mà khốn nạn thiệt. Nó cấn cái gì anh em, coi cái khúc trên cổ nè. Cây bô này nếu không có lỗi nè, cây bô này mình bán 7 triệu như bữa nữa rồi đó. Ờ cái cổ bô.
cho anh em coi nước xi nè. Cái bô này cho anh em coi cái đáp trước đi. 2000 nè. 01 UK 0 0B, 0B. Đó đời 2000 ha. Đó mặt tiền nè. Coi cho kỹ nha. Như kia kiếm. Tiếp 341 1985 NF110. Mặt trên nè. Không cắn móp, không một lũng gì luôn. Mặt dưới nè. Cái bô này mặt dưới không chày luôn nha anh em. Không chày luôn. Cái bô này giả dưới là không chày luôn. Không chày luôn. Như một cái kiếm. Ở đây có chày măng măng nhẹ nè, thấy không? Đó. Cái bô này bán anh em giá 6 triệu, bao tiếng nổ zin siêu hay. Đít nè, không một lũng, không cắn móp gì. Nói chung em chà ra hết nghe anh em, tại nó lốm đốm xấu quá chà ra hết trơn. Anh em nào mua thì em hỗ trợ em xịt sơn chống cháy cho anh em luôn. Bô cọp lắm. Mình thì mình khoái cho bô cọp à. Đó, cổ zin tới nóc luôn, nó không có dĩ nghe anh em. Bán anh em 6 triệu. Áo. Đây có miếng yếm. Tem zin theo xe nè. Anh em nào nói tem dán lại cho thêm tiền. Ai dám mở miệng nói tem dán lại không? Tem zin theo xe nè. Bà nội nó gãy một bên móc nhẹ nè. Cái miếng yếm này không gãy bắn hai củ rồi. Yếm đen từ trên xuống dưới luôn. Chưa hề có cái hiện tượng mà nó bị nứt bể gì trơn, chỉ duy nhất cái lỗi đó thôi, hai móc đây còn nguyên luôn. Đó. Yếm 2000 anh em ơi. Yếm 2000. Ở trong không có nứt bể gì hết. Miếng yếm này nó có lỗi này nha anh em. Giao đồ gì anh? Hả? À, giao cho ai? Miếng yếm này bán cho anh em giá 800 ngàn nha. Thôi tính anh em 700 đi. 700 ngàn đi. Hai tẹm cọp quá cọp luôn. 700 anh em ơi. Mặt nạ màu đỏ nè. Mặt nạ cọp sơn zin tem zin cực kỳ đẹp luôn, chưa rửa. Mặt nạ này 400 nha anh em. Chị Nhi ơi, mình bán lẻ hết, mặt nạ 400. Sơn zin tem zin bao đẹp luôn. 400 ngàn. Anh em về rửa gáy đánh bát là bao sáng. Không lỗi lầm, không nứt bể. Đúng đời 2000. Ừ, đúng đời 2000. Móc chấu là zin 100%. Bốn trăm cặp ốp dây á, với cái dè này nè, thì anh em nào muốn chơi nè, ốp dây đĩa này nha. Cái ốp dây đĩa này anh em biết tồn là một cái á 500-600 ngàn nghe, không rẻ nha. Một cái nịa đĩa này không nè, ốp dây đĩa 2000 này, cặp ốp dây với cái dè này là 1 triệu. Sơn zin tem zin đĩa zin của nó nghe, không phải đĩa móc nha anh em, không phải ốp dây móc nha. Nó dơ gì đó bắn mọc gì đó. Ốp dây đĩa 2000, đúng 2000. Không gãy một móc nào luôn. Không gãy một móc nào luôn. Đó. Đây. Ôi sơn zin tao đẹp vậy thôi chứ. Không gãy một móc nào luôn nè, thấy không? Kiếm đi. 2000 nè, thấy không? Ừ. Còn cái dè nè. Sơn zin. Đó, cái dè này đẹp lắm nha anh em, không phải bình thường đâu. Thấy như vậy đó, chưa chạy có dấu gỗ luôn nè, chưa có chạy xước gì luôn nha. Cái này thì bụi đóng lâu năm, anh em về phải rửa ra mới đẹp được. Đó đó, bao là sơn zin đó. Về đúng về 2000 nè, thấy chưa? Đó, về với ốp dai là 1 triệu. Cái này rửa ra là đẹp dữ lắm nha, rửa ra bát cà na lên là cực kỳ đẹp. Còn cặp bẩn này nè, nghe nó cặp bẩn này mà không gãy một bên lưỡi câu quá. Cặp bẩn này, cặp bẩn này nè, cho coi nè,
chưa test gốc là gì nha. Sơn zin nha, tem zin theo xe mà nó bị bạc rồi. Cặp bẩn này á, chỉ một lỗi duy nhất gãy một bên lử câu thôi, còn lại là nguyên zin. Cặp bẩn này bán giá là 1 triệu. Tính anh em cặp bẩn này là giá là 1,6 triệu đi. Rẻ nha. Sơn zin, tem zin. Lấy gì anh? Qua nay cái ba nắp mở chưa? Của một hả? Ừ. Chưa mở nữa. Đúng 110 nha anh em. Bách lớn không gãy nè, khô bò còn nè. Này đời mấy cái xe bị mở không thấy đâu. Đời 2000 cái gì á? 2000. 2000 anh em ơi, 2000 nè. 2000. Sơn zin, tem zin. Zin là đẹp cực kỳ không? Chỗ này mà không chạy luôn nè anh em thấy không? Mày anh em về phải rửa bách cà na lại nha, tại dạng xe đậu lâu năm không à. Đó. Bẩn này 1,6. Bên bển là gãy lưỡi câu, còn bên đây là lưỡi câu theo xe còn luôn nè. Còn cái chỗ này dính băng keo anh em về tẩy keo qua nha, chứ nó không có bị chạy gì đâu. Không tét gốc luôn, một cặp luôn không tét gốc luôn. Triệu 6. Khô bò còn. Đúng bẩn 110. 2000. Triệu 6. Còn bên đây cặp bẩn xanh ngọc này á thì sơn zin nó cọp hơn. Cặp bẩn xanh ngọc này á thì sơn zin nó cọp hơn. Sơn zin theo xe, hai cái lưỡi câu hai bên là không gãy luôn, hai lưỡi câu hai bên là không gãy. Nhưng mà gốc á nó có bị nhẹ nè. Một bên này thì nó không bị nè anh em. Bên này thì nó không bị tét gốc nè, nó mới nứt nhẹ thấy không. Còn một bên này thì nó mất gốc nhẹ chút xíu. Thì cặp bẩn này bán cho anh em giá 1,7 triệu nha, tại sơn nó thẳng hơn. Bẩn xanh ngọc này sơn nó thẳng hơn nhiều lắm nè. Lưỡi câu còn luôn. Sơn zin là cực kỳ không. Xanh ngọc 2000 nha anh em, 1,7 triệu. Trời ơi anh em kiếm sơn zin cỡ này cũng phải dễ đâu nha anh em, không có chạy bẩn ngoài luôn mà. Không có chạy bẩn ngoài luôn. Khô bò theo xe còn luôn nè. Đúng đời 2000. Lưỡi câu còn. Đó. Bên đây cũng vậy luôn nè, nó đẹp căng. Cặp bẩn này 1,7 triệu là không mắc đâu nha. Đó, gốc chỉ bị mất nhẹ thôi. Nhưng mà sơ đổi bù lại là sơn zin rất là whip. Lưỡi câu còn đủ. Đó. Anh em chơi cái nào hú em. Bẩn ngoài không chạy luôn nha. Đó. Khô bò còn luôn nè. Đó, 2000 cặp bẩn này là giá 1,7 triệu. Mặt nạ xanh ngọc 2000 này là 400, bao đẹp. Tem zin, sơn zin. Tem zin theo xe. Đẹp 90 mấy phần trăm. Không bể một móc bát nào hết. 2000. 400. Về với ốp dai xanh ngọc này á, bán cho anh em giá là 700. Gãy một bát ốp dai. Ốp dai nước đĩa. Về xanh ngọc 2000 với ốp dai 700 ngàn. Đẹp lắm nha anh em. Ốp dai đĩa luôn nè. Thấy không? Mà bên đĩa này nó bị gãy. Bên đĩa này là móc bát còn nguyên dạng 100% nè, thấy không? Ừ, 2000. Còn bên ốp dai bên đây á thì con nó bị sơn zin nó cọp luôn. Mà nó bị gãy hết móc cũng 2000. Là cái này là giá là 700 nha. Rồi video tới đây mình kết thúc, chào anh em nha.